quan đến vụ cướp tiệm vàng ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương xảy ra vào trưa ngày 3 tháng 3. Đến sáng nay 5 tháng 3, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Công an huyện Bào Bàng ráo riết truy bắt các đối tượng. Theo thông báo của Công an huyện Bào Bàng phát đi vào cuối ngày 4 tháng 3, vào khoảng 12 giờ ngày 3 tháng 3, 4 đối tượng đi trên 2 xe máy đã xông vào tiệm vàng Bích Quý nằm trên quốc lộ 13 ở thị trấn Lai Uyên. Chĩa súng đe dọa chủ tiệm vàng để đồng bọn dùng búa đập tủ kính, cướp đi một lượng vàng lớn rồi tẩu thoát. Theo cơ quan công an, nhóm cướp gồm 3 nam và 1 nữ, sử dụng 2 xe máy nhãn hiệu Exciter và Vario, biển số thành phố Hồ Chí Minh và Bình Phước để đến gây án và tẩu thoát khỏi hiện trường sau khi cướp vàng. Sau khi gây án, hai tên tẩu thoát theo hướng thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Hai kẻ còn lại bỏ trốn theo hướng thị xã Biên Cát, tỉnh Bình Dương. Công an huyện Bào Bàng đề nghị người dân và các cơ sở kinh doanh thông báo đến cơ quan công an nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Trong quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng cũng thu thập được nhiều thông tin và hình ảnh liên quan đến các đối tượng gây án. Hiện các mũi trinh sát đang khẩn trương truy bắt nhóm cướp này. Theo hình ảnh từ các camera an ninh, vào lúc 11 giờ 56 phút trưa ngày 3 tháng 3, nhóm 4 người bịt khẩu trang, đội nón bảo hiểm, mặc áo khoác, mang theo ba lô, chạy 2 xe máy như đặc điểm nêu trên, dừng trước sân của cửa tiệm vàng. Sau khi dừng xe, cả nhóm người đi vào bên trong tiệm vàng. Tại đây, một người đàn ông trong nhóm bất ngờ rút một vật nghi là súng trong người chĩa thẳng vào bà Trần Thị Ngọc Bích, chủ tiệm vàng, để uy hiếp. Cùng lúc, đồng bọn lấy cây búa đập bể tủ kính rồi gom một số lượng lớn trang sức bằng vàng cho vào ba lô chạy ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát. Quá trình bỏ chạy, chiếc xe nhãn hiệu Exciter biển số thành phố Hồ Chí Minh bị hư bánh nên ghé vào một tiệm sửa xe trên đường để sửa. Một người đàn ông ngồi trên xe này cũng thay đổi trang phục để tránh bị phát hiện. Theo nữ chủ tiệm, thời điểm này trong tiệm có vợ chồng chị và con gái nhỏ. Thấy nhóm cướp táo tợn nên chị không dám chi hô, sợ ảnh hưởng tới tính mạng chồng con. Theo trình báo với cơ quan công an, số vàng bị mất khoảng gần 40 cây, trị giá khoảng hơn 1,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại thị trấn Lai Uyên những năm qua liên tiếp xảy ra các vụ án cướp táo tợn. Cụ thể, vào ngày 28 tháng 12 năm 2021, một đối tượng xông vào phòng giao dịch của ngân hàng BIDV cướp đi khoảng 500 triệu đồng. Sau khoảng 1 giờ gây án, đối tượng đã bị bắt khẩn cấp cùng tang vật. Đến ngày 28 tháng 3 năm 2022, phòng giao dịch ngân hàng này lại tiếp tục bị cướp. Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ đã kịp thời khống chế bắt giữ tên cướp. Vào ngày 14 tháng 7 năm 2023, một đối tượng mang theo súng xông vào chi nhánh ngân hàng Sacombank tại khu vực này bắn nhân viên bảo vệ, cướp số tiền hơn 700 triệu đồng, nhưng cũng bị bắt ngay sau đó. Thông qua vụ cướp táo tợn trên địa bàn thời gian qua, Công an Bình Dương cũng khuyến cáo người dân, các chủ cơ sở kinh doanh, tiệm vàng nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm. Nằm trên địa bàn xã Minh Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Lèn Hai Vai không chỉ là một danh thắng đẹp mang nhiều huyền thoại mà còn gắn liền với lịch sử của người dân xứ Nghệ. Tuy nhiên, những ngày qua, khu di tích lịch sử này đang bị xâm hại nghiêm trọng. Theo đó, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, một doanh nghiệp đã ngang nhiên vào khai thác đất đá trái phép trong khu di tích để phục vụ thi công công trình trên địa bàn. Liên quan đến vụ việc, ông Võ Đình Quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Châu, huyện Diễn Châu thừa nhận trách nhiệm của chính quyền địa phương buông lòng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát nên để xảy ra tình trạng khu di tích lịch sử Lèn Hai Vai bị xâm hại. Theo ông Quyền, khối lượng đất đá bị khai thác trái phép trong khu di tích là khoảng 300 mét khối. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại hiện trường cũng như phản ánh của người dân thì khối lượng khai thác trái phép có thể lớn hơn nhiều. Lèn Hai Vai là một khối đá tự nhiên khổng lồ có chiều dài 800 mét, nơi rộng nhất 120 mét, nơi cao nhất 141 mét. Lèn gồm nhiều đỉnh, trong đó có đỉnh chính, ngọn lớn có tên là Lèn Hai Vai, Lưỡng Kiên Sơn hay Lèn Dặm, và ngọn nhỏ Hổ Linh Sơn, nổi hẳn lên giữa cánh đồng mênh mông thuộc địa phận ba xã Diễn Bình, Diễn Minh, Diễn Thắng, nay là xã Minh Châu, huyện Diễn Châu. Với những chứng tích lịch sử hào hùng và sự hùng vĩ trong cấu tạo tự nhiên, ngày 12 tháng 2 năm 1994, Lèn Hai Vai được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, đưa vào di tích được bảo tồn gìn giữ. Vì vậy, cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ sai phạm của tổ chức cá nhân để xảy ra tình trạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia tại xã Minh Châu, huyện Diễn Châu bị xâm hại để xử lý theo quy định. Tám giờ 30 phút sáng nay, 5 tháng 3, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan đã được khai mạc. Có 78 bị cáo có mặt tại phiên tòa. Tại phần kiểm tra lý lịch, bị cáo Lan cho biết tinh thần ổn định, đồng thời khai báo về nhân thân, gia đình.
Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng cho biết, bà bị bắt giữ vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 6 tháng 10 năm 2022 khi đang ngoài đường. Trước ngày hầu tòa 2 tuần, bị cáo cũng đã được tống đạt bản cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát. Còn bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bà Lan, được các phiên dịch lại. Bị cáo Chu Lập Cơ cho hay sức khỏe ổn định. Trong khi đó, một số phóng viên báo chí sẽ theo dõi phiên tòa qua màn hình từ một phòng làm việc trong khuôn viên tòa án. Số còn lại theo dõi qua màn hình truyền từ phòng xử án đến trung tâm báo chí thành phố Hồ Chí Minh bên ngoài tòa án. Báo chí và luật sư sẽ được tòa án bố trí máy tính để sử dụng tác nghiệp. Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phân công 10 kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố, có 200 luật sư bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho các bị hại. Hội đồng xét xử cũng đã triệu tập hơn 2.400 người liên quan, gồm nhóm người là các cá nhân thuộc nhóm cán bộ SCB là 316 người, nhóm người liên quan là các cá nhân đứng tên công ty, đứng tên vay và đứng tên các tài sản thế chấp tại SCB để thực hiện việc nộp rút tiền là 1.153 người, nhóm người liên quan là các pháp nhân thuộc nhóm đứng tên vay tiền, nhận tiền tại SCB là 692 người, nhóm người liên quan là các cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước là 42 người và nhóm người liên quan khác là 201 người. Thiệt hại của vụ án tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 với số tiền đặc biệt lớn. Tổng dư nợ của các tổ chức cá nhân thuộc nhóm bà Trương Mỹ Lan lên tới 677.286 tỷ đồng. Bà Lan đã chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng, khiến SCB mất không chỉ số tiền gốc mà còn phải trả thêm hơn 129.372 tỷ đồng lãi suất. Theo hội đồng xét xử, tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử sẽ xét xử 86 bị cáo, trong đó có 5 người đang bỏ trốn sẽ bị xét xử vắng mặt. Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toàn, Chánh tòa hình sự Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa. Hội đồng xét xử ngoài ông Phạm Lương Toàn còn có thẩm phán Lê Công Huân và 3 hội thẩm nhân dân. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết ngày 29 tháng 4. Sáng mùng 5 tháng 3, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 2, đoạn qua xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, giữa xe container và ô tô khách làm 5 người chết, 5 người bị thương. Cụ thể, khoảng 1 giờ 36 phút cùng ngày, ô tô khách biển số Hà Giang lưu thông trên quốc lộ 2 theo hướng Hà Giang Tuyên Quang. Đến km 151 thì xảy ra va chạm với xe container kéo theo rơ móc mang biển số Hải Phòng. Vụ tai nạn khiến ô tô khách biến dạng, phần giường nằm bị bẹp. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Tuyên Quang được huy động để cắt dỡ, cứu những người bị nạn. Còn xe container bị lật đổ ra đường. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 5 người chết tại chỗ, 5 người khác được đưa đi cấp cứu. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã kiểm tra nhanh nồng độ cồn, chất ma túy với 2 tài xế điều khiển ô tô nhưng không phát hiện vi phạm. Ngày 5 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình cho biết cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh thi hành quyết định tạm giữ và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Mai Xuân Hữu, sinh năm 1984, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng danh nghĩa phóng viên nhà báo, Mai Xuân Hữu đã đi tác nghiệp chụp ảnh các xe tải của một số doanh nghiệp. Sau đó, Hữu đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc bản thân có mối quan hệ với các cơ quan chức năng và giới thiệu có khả năng can thiệp tác động để các xe ô tô tải của các cá nhân doanh nghiệp có thể thuận lợi trong việc lưu thông. Gần đây nhất, Hữu nổ bản thân là phó tổng biên tập một tạp chí điện tử, chủ động liên hệ với một doanh nghiệp tại địa bàn huyện Quảng Trạch, sau đó chiếm đoạt của doanh nghiệp này số tiền hơn 100 triệu đồng.